Từ ngày 1 tháng 6, người dân ra vào quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế và mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu để kiểm tra tại chốt kiểm soát. Chiều 31 tháng 5, ông Nguyễn Chí Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, cho biết quận đã tổ chức họp với các cơ quan chức năng và từ 21 giờ, lực lượng chức năng của quận sẽ tái lập các chốt kiểm soát, cho phép người dân qua lại. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, người dân khi ra vào quận phải tuân thủ quy định như khai báo y tế, đồng thời mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu và các giấy tờ liên quan đến nơi công tác, được phép hoạt động theo chỉ thị 16 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát kiểm tra. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, các chốt kiểm soát có nhiệm vụ hạn chế tối đa người và phương tiện ra vào quận, trừ các trường hợp thực sự cần thiết. Người điều khiển phương tiện và người trên xe phải chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường hợp không hợp tác, không kê khai hoặc kê khai không trung thực, rõ ràng theo hướng dẫn của cán bộ y tế, lực lượng tại chốt kiểm soát kiên quyết từ chối không cho đi qua chốt. Đồng thời, xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch theo đúng quy định. Được biết, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày. Bắt đầu từ thời điểm này, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã lập 10 chốt trên các tuyến giao thông vành đai để kiểm soát người và phương tiện ra vào quận. Tuy nhiên, đến trưa, quận Gò Vấp tạm thời giải tỏa chốt kiểm soát để lên phương án cụ thể, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19. Từ ngày 1 tháng 6, người dân ra vào quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế và mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu để kiểm tra tại chốt kiểm soát. Chiều 31 tháng 5, ông Nguyễn Chí Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, cho biết quận đã tổ chức họp với các cơ quan chức năng và từ 21 giờ, lực lượng chức năng của quận sẽ tái lập các chốt kiểm soát, cho phép người dân qua lại. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, người dân khi ra vào quận phải tuân thủ quy định như khai báo y tế, đồng thời mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu và các giấy tờ liên quan đến nơi công tác, được phép hoạt động theo chỉ thị 16 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát kiểm tra. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, các chốt kiểm soát có nhiệm vụ hạn chế tối đa người và phương tiện ra vào quận, trừ các trường hợp thực sự cần thiết. Người điều khiển phương tiện và người trên xe phải chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường hợp không hợp tác, không kê khai hoặc kê khai không trung thực, rõ ràng theo hướng dẫn của cán bộ y tế, lực lượng tại chốt kiểm soát kiên quyết từ chối không cho đi qua chốt. Đồng thời, xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch theo đúng quy định. Được biết, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày. Bắt đầu từ thời điểm này, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã lập 10 chốt trên các tuyến giao thông vành đai để kiểm soát người và phương tiện ra vào quận. Tuy nhiên, đến trưa, quận Gò Vấp tạm thời giải tỏa chốt kiểm soát để lên phương án cụ thể, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19. Từ ngày 1 tháng 6, người